Chào mừng quý vị đã đến với Nhà Việt PMC, đơn vị hàng đầu trong thiết kế và thi công nhà xưởng hiện đại. Tại các khu công nghiệp lớn hiện nay, việc bố trí nhà xưởng sản xuất gần văn phòng điều hành đang trở thành xu hướng tất yếu, tạo nên sự gắn kết hoàn hảo trong quá trình sản xuất. Với diện tích hơn 7.000 m², chủ đầu tư đã sử dụng để xây 3 khối nhà xưởng và 1 tòa khối tòa nhà văn phòng. Tòa nhà văn phòng thì được thiết kế theo phong cách hiện đại, nổi bật với tông màu nâu gỗ. Tòa nhà văn phòng thì cũng được bố trí bên phía tay phải của cổng vào với thiết kế hiện đại giống một con tàu, cầu thang bộ bằng sắt bên ngoài có mái che thuận tiện cho việc di chuyển. Toàn bộ hệ thống cửa sổ được làm bằng kính cản nắng, dán phim tự tạo nên một không gian làm việc thông thoáng. Một điểm nổi bật trong thiết kế này là việc bố trí không gian xanh vào khu vực làm việc. Xu hướng này thì không chỉ giúp điều hòa không khí mà còn tăng cảm hứng làm việc cho nhân viên. Không gian xanh với tiểu cảnh nhỏ được bố trí ngay phía ngoài của tòa nhà văn phòng giúp cho khu vực sản xuất trở nên dễ chịu hơn. Nhà xưởng được xây dựng bằng phương pháp giải pháp nhà lớp ghép kết cấu thép, sử dụng các vật liệu xây dựng hiện đại, mang đến một không gian sản xuất rộng rãi và dễ dàng mở rộng quy mô khi cần. Đây chỉ là một trong nhiều phương án thiết kế nhà xưởng kết hợp văn phòng mà Nhà Việt PMC đã tạo dựng. Hãy truy cập website của chúng tôi để tham khảo thêm và liên hệ hotline để được tư vấn chi tiết.